Vừa hết lệnh cấm vũ khí, Iran đã định gây sốc cả thế giới. Sau khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran kết thúc, Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố sẽ tăng cường bán vũ khí cho nước ngoài chứ không phải là nhập vũ khí như dư luận đồn đoán. Lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran đã chính thức kết thúc ngày 18 tháng 10 và Mỹ đã không thành công trong việc cho phép Liên hợp quốc gia hạn lệnh cấm vận. Iran tuyên bố rằng đây là một chiến thắng của Iran trước Mỹ. Về những loại vũ khí mà Iran sẽ nhập khẩu, chưa có thông tin chính thức rõ ràng. Tuy nhiên, đánh giá từ phái đoàn quân đội Iran tới Moscow và tuyên bố của Đại sứ quán Iran tại Nga, Iran có khả năng có xu hướng mua vũ khí công nghệ cao do Nga sản xuất. Ở một mức độ nào đó, Nga cũng không có quá nhiều lo ngại về việc bán vũ khí cho Iran. Xét cho cùng, nhiều công ty và cá nhân quân đội Nga vốn nằm trong danh sách trừng phạt từ lâu của Bộ Tài chính Mỹ. Tuy nhiên, phía Iran cũng tuyên bố rằng họ sẽ không mua một lực lượng lớn vũ khí công nghệ cao do nước ngoài sản xuất. Điều này phần lớn là do chính phủ Iran gặp khó khăn về tài chính. Do ảnh hưởng lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ, dự trữ ngoại hối của chính phủ Iran được coi là thấp. Bên cạnh đó, do xung đột lợi ích giữa Nga và Iran ở Syria, Đặc biệt là khu vực Transcaucasus và một số nơi khác, Nga cũng rất thận trọng trong việc bán vũ khí hiện đại cho Iran. Nhiều vũ khí tiên tiến, Nga thực sự cũng không muốn bán cho Iran và Nga cũng phải tính đến sức ép từ Mỹ. Hàng thông tấn Sputnik Nga ngày 19 tháng 10 đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Ami Khatami cho biết, với việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, Tehran có kế hoạch bán nhiều sản phẩm quân sự hôn thay vì là mua chúng. Kể từ năm ngoái, nhiều quốc gia đã liên hệ với chúng tôi và chúng tôi cũng đã tiến hành một loạt các cuộc đàm phán với nhiều quốc gia. Chúng tôi chắc chắn sẽ bán được nhiều hơn những gì chúng tôi mua, ông Ami Khatami cho biết thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Khatami khẳng định, bất chấp lệnh trừng phạt của Iran, nước này đã đạt được những thành tựu trong lĩnh vực quân sự to lớn, đủ sức bảo vệ lãnh thổ và chế độ của Iran. Theo Bộ trưởng Khatami, kẻ thù nhận ra rằng Iran là một cường quốc tên lửa và là một trong năm quốc gia hàng đầu thế giới trong việc phát triển các phương tiện bay không người lái. Trên thực tế, với sự mở rộng ảnh hưởng ra nước ngoài của Iran, vũ khí của Iran, đặc biệt là vũ khí công nghệ cao, đã có mặt ở nhiều khu vực ở Trung Đông, nhất là các nhóm vũ trang như Hezbollah tại Liban, Houthi tại Yemen, quân đội của chính phủ Syria Bashar al-Assad đều trang bị vũ khí do Iran sản xuất các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa của Iran đã được các nhóm vũ trang trên sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột khu vực. Hoa Kỳ, Israel và Ả Rập Saudi đã hợp lực để ngăn chặn chương trình buôn lậu vũ khí của Iran ra các quốc gia trong khu vực. Hiện tại chưa rõ quốc gia nào sẽ mua vũ khí công nghệ cao do Iran sản xuất, nhưng điều chắc chắn đó là Venezuela và một số quốc gia khác đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Nhưng việc Iran có thể mua và bán bao nhiêu vũ khí thì đó là câu hỏi chưa có câu trả lời. Với các quốc gia mua vũ khí của Iran, họ sẽ chịu sự ngăn cản quyết liệt của Mỹ, nhất là lệnh trừng phạt và đặc biệt là hiệu suất vũ khí của Iran vẫn là câu hỏi. Do vậy, việc Iran tuyên bố xuất khẩu vũ khí là điều khó có thể xảy ra. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.